tin giáo hội đức hồng y sarah thánh lễ không phải là chương trình truyền hình trước việc ngày càng nhiều thánh lễ được quay video trực tiếp đôi khi làm cho con người chỉ quan tâm đến tính chất trình diễn mà không chú trọng đến tính thánh thiên của việc thờ phượng đức hồng y robert sarah tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích đã lên tiếng cảnh báo về điều này trong một bài viết được đăng trên trang web của Nhật Báo Infonzio ra ngày 8 tháng 5 năm 2020, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích một mặt nhìn nhận điều hữu ích trong việc quay thánh lễ trực tiếp trong đại dịch. Nhưng mặt khác, Đức Hồng Y cũng đưa ra những lời nhắc nhở cho các tín hữu. Thứ nhất, tính chất tôn nghiêm của việc thờ phượng. Theo Đức Hồng Y Sarah Việc nhiều thánh lễ được quay video trực tiếp có thể chỉ nhấn mạnh đến tính trình diễn và tìm kiếm cảm xúc của con người, đức Hồng y cảnh báo, cám dỗ có thể xảy đến đó là tìm mọi cách để làm cho việc cử hành trở nên thân thiện và hấp dẫn và làm cho phụng vụ trở thành một công việc giáo dục và hiệu quả và đem lại lợi nhuận. Đức Hồng y nhắc lại rằng linh mục là một khí cụ để cho Chúa hiện diện, không được tìm kiếm thiện cảm của cộng đoàn bằng những thái độ cử chỉ như thể cộng đoàn là người đối thoại chính theo nghĩa này sự cách ly xã hội làm cho linh mục cảm thấy mình bị thiếu giáo dân để nhận ra rằng cử hành thánh lễ vẫn được hướng đến thiên chúa ba ngôi vì thế đây là dịp giúp các linh mục kinh nghiệm tính chất thánh thiên của thờ phượng thứ hai thần tượng của máy quay phim đức hồng y nhấn mạnh việc thờ phượng không nhằm mục đích thu hút khán giả với sự trợ giúp của máy quay phim nhưng được dẫn dắt và hướng về Thiên Chúa, do đó thánh lễ được truyền trực tiếp về lâu về dài sẽ đi xa đến mức làm hại sức khỏe tâm linh. Linh mục thấy vì nhìn vào Thiên Chúa thì lại nhìn vào một thần tượng, đó là máy quay phim. Cũng một cách như vậy, Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm, còn chú ý đánh tính hiệu quả được tạo ra từ việc sử dụng internet, thường được đánh giá số lượng lượt xem, việc thờ phượng xa lạ đối với than giá trị này.